Hello, chào mọi người. Mọi người thấy cái view này có đẹp không? Đây là cái view mà lý tưởng nhất để mình làm cái video đầu tiên. Và hy vọng sẽ có rất nhiều lượt xem và lượt đăng ký. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình nói cho các bạn nghe về lý do tại sao mình lại làm blog cá nhân. Cái này là mình cũng thích làm YouTube này để kiếm tiền lắm, nhưng mà mình có làm 2 kênh rồi nhưng mà cũng ít người đăng ký quá. Quy định của YouTube thì phải đạt 1.000 lượt đăng ký và 4.000 lượt xem thì mới cho là mở tài khoản kiếm tiền. Thế là mình mới nhiều năm mình cứ hứa hẹn làm thì cuối cùng mình đã không làm. Thì còn hiện tại thì mình đang ở Nhật Bản và còn 2 năm mình ở là 2 năm 3 tháng rồi, còn là 9 tháng nữa thôi là mình sẽ về nước, mình sẽ về Việt Nam và làm việc ở Việt Nam. Để mình lưu lại cuộc sống hàng ngày của mình ở Nhật Bản á, thì mình sẽ làm blog này để sau khi về Việt Nam mình có thể xem lại cho nó vui. Mình khuyên tất cả mọi người cùng làm blog cá nhân giống như mình nhé. Cái lợi ích của làm blog cá nhân đó là khi mà mình về Việt Nam rồi mình nhớ là Nhật Bản, mình đã đi chỗ này này, đi chỗ kia này, đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia. Và đặc biệt khi mà mình làm cái blog này á, với cái kinh nghiệm mà ở Nhật Bản mà hơn 2 năm rồi á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn những vấn đề như mà tại sao mình nên đi tỉnh nào của Nhật Bản, tại sao mình không nên đi những cái tỉnh kia mà lại mình lại đi tỉnh này tỉnh nọ vậy đó, và những vấn đề mình nên chuẩn bị trước khi á mà mình đi Nhật Bản, với lại là học bao nhiêu là đủ á để mà có thể qua Nhật Bản á. Còn tiếp theo thì cuộc sống của mình ở Nhật Bản, cái mình sẽ chia sẻ những cái cảnh đẹp của Nhật Bản đấy, nhưng mà món ăn mà mình nấu hàng ngày, mọi người cùng chơi với mình, cuộc sống chỉ cuộc sống xung quanh mình thôi chứ cũng chẳng có gì. Mình lưu lại những chút kỷ niệm đấy để cho tất cả mọi người cùng xem. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ mình theo cách là đăng ký kênh ở góc bên phải, xong rồi nhớ cho mình một like. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.